Xin chào mọi người, tôi là giảng viên tên Hoàng Thị Kim Dung. Các bạn có biết rằng có rất nhiều sản phẩm hoạt động bằng động cơ xung quanh chúng ta không ạ? Ví dụ như là máy điều hòa, máy giặt, tàu điện mà nhiều người sử dụng, hay là các máy quạt được sử dụng để điều hòa không khí văn phòng, hoặc là băng tải được sử dụng tại nhà máy, tăng tốc nhẹ nhàng để vận chuyển hàng hóa. Đó là vì tốc độ quay của động cơ được kiểm soát tốt. Vậy thì, rốt cuộc làm thế nào để kiểm soát tốc độ quay của động cơ vậy? Bí mật đó có trong bộ biến tần. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng học nó nhé! Mitsubishi Electric chế tạo bộ biến tần đa dụng với dòng điện xoay chiều 3 pha. Video này sẽ chia ra thành 6 hạng mục lớn để giải thích về cách sử dụng bộ biến tần đó. Chương 1. Cơ bản về bộ biến tần. Chương 2. Xem thử bộ biến tần thực tế. Chương 3. Thiết lập thông số cơ bản. Chương 4. Cài đặt phần mềm cho bộ biến tần. Chương 5. Những lưu ý khi sử dụng. Chương 6. Chức năng kết nối tùy chọn tiện lợi. Hết.